có sự thay đổi gì được. Có cái sạch nó không có khó nữa, nó dễ. Thực tế cái sạch nói phát ta không có thời gian để mình thấy. Hóa thân của Phật nó đâu có thời gian mình phải tu năm năm ra năm thấy giải thoát đâu. Vô tu thì giải thoát liền à. Tại sao mình dễ vậy? Cái chữ mình đừng giận, ai biết mình giận chứ. Thế mình giận đó, đó là mình pháp ở trong pháp thế gian. Còn mình không giận, không phiền não, không ham muốn, đó là pháp của Phật. Nó đơn giản, cho nên Đức Phật nó pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy. Vậy chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy rõ ràng tâm mình bất động, không thể an lạc. Không có cái gì mà động nó được. Mà nhìn cái cây kia, ta thấy con sao đi ra bắt nó là hay đó. Trợt, thấy cái chỗ đó có rác ra quét đó trợt. Giờ này đâu có, mình về đi quét, mình đi quét, tức là không nhận. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Còn mấy con cứ phóng dật hoài, thấy thầy đi ngang qua, thấy lấy mắt nhìn nó, coi thầy đi đâu. Sợ thầy đi xét mà mình ngủ quên đó. Cho nên nó đơn giản lắm mấy con. Vì vậy mà cái pháp như lý tất đến với Đức Phật dài. Rất là tuyệt vời. Khi tâm mình nó bất động thanh thản thôi, ngồi đó mà tắc ý là gì, tắc cực. Người chơi không sướng sao mà tắc ý hoài. Tắc ý thành ra mình niệm câu tắc ý. Hoặc là tắc ý là ức chế ý thức của mình, làm cho nó không có thử được. Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác mà sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cái niệm thiện ai mà giết nó làm gì? Con người giết hết cả niệm thì nó là cái cây chứ còn con người gì. Các con hiểu sai cho nên gì mà các con tu lâu. Tu thì cứ ngồi, được tới được lui mà cứ ráng ngồi mà gục. Có phải một cái bệnh gì lạ con đó. Đi thì mình thấy ban đêm cái sức của mình còn buồn ngủ. Còn hôm trần thì ráng mà đi kinh hành. Đi nhẹ nhàng. Ai biết ôn pháp thân hành niệm, đưa tay, đưa chân, chỉ cho nó cực. Đi như người vô sự, không phải khỏe sao? Rồi hơi mỏi chân thì mình vào, mình ngồi nghỉ chút. Nghỉ chút thôi, chứ mà ngồi nghỉ lâu coi chừng á. Nó dụ á, phải không? Mình ưa dục lạc á, mình thích dục lạc á. Ngồi mà thấy an an là thích. Mà nó dẫn mình đi vô dục. Đức Phật dạy ly dục, ly ác pháp. Ác pháp là những cái pháp nó làm cho tâm chúng ta bị chướng ngại. Dục là tất cả những ham muốn. Ngồi an an là dục cái gì? Chúng ta đâu cần cái thứ đó. Cho nên tôi đúng thì mấy con sẽ được giải thoát, mà tôi không đúng không. Hôm nay thầy đến đây á, thầy gửi cho các con một cái bài trắc nghiệm để được xếp vào cái khu chiêm tu. Người nào trả lời trong bốn câu hỏi này đúng á thì được xếp vào, mà trật thì ở lại, mà tôi ở lại trong cái khu vực của mình chứ không được. Câu thì dễ chứ không có khó gì hết. Bây giờ thầy phát ra mấy con câu một, mấy con thấy hiểu như thế nào mấy con sẽ ghi vào rồi nộp cho thầy, cũng như mình làm bài vậy mà. Nhưng chính đó mình ghi đúng cái câu một nó đúng là tức là mình biết pháp thứ nhất mình phải tu cái gì. Khi mà tu cái pháp thứ nhất nó nhuần nhuyễn, nó làm cho tâm chúng ta được giải thoát rồi thì chúng ta mới tu pháp thứ hai. Mấy con biết thơ trời đất ơi, lộn xộn đầu đuôi thầy chẳng biết. Pháp nào cũng tu hết. Có phải không? Pháp nào cũng tu hết, tu luôn tu. Tu như vậy có nghĩa là thọ bát quan trai. Cái người mới tu tập người ta dạy cho thọ bát quan trai để làm quen với các pháp. Chứ bây giờ ngồi đây mà còn hít thở, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết hít thở ra. Cái xưa quá mấy con. Thầy thấy mấy con già hết, tóc bạc hết rồi mà cứ còn hít vô, thở ra hoài. Kiểu này chắc chết hít thở. Cho nên bây giờ mấy con phát giùm thầy. Con vô phát giùm thầy coi. Chia là phát người cần người này. Để... có bốn câu đâu có nhiều đâu, mấy con cứ
cứ ghi để trên chân gì ghi cũng được, không có gì đâu, thầy không có ghi chữ tốt chữ xấu, miễn ráng thầy đọc được. Ôi, đây là trắc nghiệm mấy con đó, tu lâu rồi đó, từ người cư sĩ cho đến tu sĩ người nào cũng giỏi lắm, cho nên qua cái bài này biết ai giỏi ai dở. À, làm đây nạp đây để chứ về nhà còn ghê sao, còn đi nhau không được, làm nộp liền thầy, nghĩa là mình thi mà, ở đây là còn thi mà, có chừng mấy cái ông giám thị ở ngoài người ta dồn nó, mấy con dồn qua dồn lại không được nha, ở đâu rồi phải ngay đó, bài dễ quá mà sao mà cái con làm thua, mấy con ráng làm mà đậu được thầy cho vô cái khu rừng kia ở đó mát, vô cùng thầy đang cất nhà rồi. Nát lắm, vô trong đó không có mấy nát. Ở ngoài này không biết bao đời mặt mấy cây xa cường lớn được. Sáng tôi chưa giỏi thì thế nào cũng phải được vô. Rồi kia làm hai khu, một khu nam, một khu nữ nữa. Nên lát tôi, thì giờ vô trong đó mát mà. Những câu hỏi này đều là mấy con đã học hết rồi. Cái nào cũng học hết, không có cái nào mà không biết. Ở đây thầy dạy mấy con xả tâm không? Không có tiền được. Không kính cạch thầy là những người còn sống trong gia đình, tất cả những người đến đây tu tập rồi mà còn còn mắc ở gia đình nên phải về nhà phải không? Bởi vì đây là từng cái pháp không? Cái pháp từ ở trong gia đình đến tu viện rồi đi sâu để cho mấy con nắm cho rõ cái pháp tu, tu ngang nó mất cân bằng, tu hoài cứ ức chế tâm còn mất tới đây. Cái bài thi này mấy con phát nghiệm xong rồi thì mới thấy được cái phương pháp tu của Phật nó có từ thấp đến cao rất rõ ràng, bắt đầu từ trong gia đình rồi đến tu viện, từ ở tu viện được học thấp, được vào học thấp rồi tu tới một năm thì nó phải thay đổi, mà nếu mà không thay đổi cứ một pháp thì nó không được tu được. Mà người nào mà làm đúng bốn câu này thì coi như là mấy con đã chuyển chọn được tinh binh đi vào đánh mặt trận sinh tử. Thầy chỉ huy trưởng, nhưng mà thầy gọi các con đến với thầy để mở một trận chiến đấu với giặc sinh tử luôn. Thầy là chỉ huy, thầy dạy mấy con phải đánh như thế nào, làm như thế nào để cái mặt mà sinh già bệnh chết nó hiện ra, mấy con chịu toàn. Không phải là tôi ngồi đó liên duyên cho hết vọng tưởng thì thầy nó không biết chừng nào, mà nó cho đủ đạo lực thì nó còn hơi đó. Phải vậy thầy đã xem xét nó ra hết rồi, cho nên thầy mới làm cái bài trắc nghiệm này để con biết từng cái pháp mới mà tôi có pháp đi lên, cho thằng khéo lộn xộn tôi theo kiểu mà Phật tử thọ bác ra hai tôi nhiều pháp quá. Thầy cũng mắc ớ gì mà hồi tu thân là niệm, hồi thì tu không thở, hồi thì tu định vô lậu, hồi thì tác ý tâm bất động thân rãi, thôi lung tôi không biết nhiều pháp quá, tôi biết là mệt mỏi ngồi cuộc tới chưa anh ta nắm hồi dưỡng pháp. Thế mấy con thấy rõ ràng từ trong gia đình đến tu viện, rồi tu viện bắt đầu vào tu viện phải làm sao, rồi được là hết phải tu như thế nào, rồi ở một năm trong tu viện phải tu như thế nào, chứ không phải vô tu viện ba bữa chạy về nhà thôi rồi không biết đâu. Bởi đi tu nắm từ vững pháp, bởi Phật pháp nó dễ chứ không có khó, mà tu đúng rồi coi như là cái người mà người ta chỉ cần hiểu thôi, biết thôi thì tâm người ta đã dễ pháp. Ngồi đâu thì nó tự nó bất động, nó hiện ra một cái niệm, người ta biết cái niệm nó là cái niệm gì rồi. Còn mấy con chờ nó dẫn đi, giờ nhớ ba nhớ má quá trời, thôi ái kiết sử nó dẫn sắp sai nữa. Mấy con làm hết rồi, thật là giỏi. Mà đây sẽ trình chết đó, bốn câu mà thầy thấy mấy con nhất là nó ghi lộn xộn, pháp này lộn qua pháp đó là cái lộn xộn rồi. Còn cái tật học trò tu giỏi quá về làm bà thôi được rồi, nhưng mà không sao, mình sai thì mình sửa, mình tu là tốt, mình học không, mình tu mình học là mình phải cố gắng nỗ lực chứ đừng kiến giải. Thường thường nó có hai kiến giải, tự mình kiến giải ra pháp tu
ông Phật cũng dở hơn mấy con. Cho nên thầy dạy, thầy thấy thầy cũng nhiều khi thầy cũng thua mấy con. Mấy con tu riết, mấy con chế pháp ra thì nhiều cái pháp tu hay. Cô chế pháp, cô biểu pháp, cô đi tinh hành mà cô đi thuộc lui không. Cô chế pháp mát dưới cái mục đích của mấy con hiểu sai lầm của pháp là ức chế ý thức, cố gắng nương vào hơi thở để không niệm, cái đó sai. Không niệm là tự nó không niệm, chứ không phải mình dùng cái pháp gì, cái phương pháp gì nó ức chế. Mình cứ ly dục ly ác pháp, tất cả các ác pháp, các lòng ham muốn của mình nó hết thì tự nó bất động, nó không niệm. Còn nó còn thì nó niệm thì mình thấy chấp nhận nó thì thôi, chứ có gì đâu. Chứ còn nó khởi niệm cái nó chấp nhận cái nó chạy ra kia nó quét xong thôi rồi. Thế người ta ngồi người ta viết, còn mấy con thì thấy ngồi chỗ này ít giữa chắc thành bà già hết. Khổ. Còn lẽ nó hết rồi. Sẽ xin phép các vị tập trung nam nữ cư sĩ khoảng từ 100-200 rộng rãi, nói âm cúng nói nhỏ nó cũng dễ nghe. Chứ còn bây giờ mình vô trong cái khu này nó cái phát này bị động. Nếu còn là ví dụ bây giờ cái giảng đường ở chỗ này từ khi mà báo tin thì nó còn sẽ đi đến đó. Nó không xa ở đây thì nó còn đến sớm một chút thì nó còn ngồi vào bóng cây mát mẻ có băng đá xin ngồi ôn cố để công thầy thi yêu rất rồi lát vô được nghe thuyết giảng, được hỏi, được trắc nghiệm những cái điều mà chúng ta xong mới chưa mới con mình nghe xong chưa xong hết chưa con. Còn chút ít thì mấy con còn hỏi thầy coi có cái chuyện gì mà thắc mắc đấy. Cái bài này là cái bài trắc nghiệm cho nên nó không có trả lại mấy con, mà chỉ đậu thì sắp lớp cho mấy con lên thôi. Cũng như mấy con thi tốt nghiệp mà. Cho nên mấy con đậu thì mấy con thấy có cái bảng đề thôi, người nào đậu có tên, người nào rớt tôi bỏ hãy có tên thì mấy con khăn gói xách ba lô lên đường có vậy thôi. Mấy con nhớ cái chỗ thầy ở xách vô đó đó, thầy đưa đi ra chiến trường. Thật sự cuộc đời của các con, các con các mình bỏ hết cuộc đời, các bác các cô tóc bạc hết, mà vì sinh ra làm người khổ cho nên chúng ta bỏ, chúng ta đi tu rồi không khéo tu để giải khổ rồi lại cộng thêm khổ nữa thì như vậy là mình đã tự làm cho khổ mình. Hồi ngoài đời tôi khổ quá, bây giờ thêm cái bậc pháp nữa còn khổ hơn. Bỏ thì bỏ không được, mà lấy vô thì tu không nổi. Cho nên đời thì bỏ ra bỏ không được, mà đạo thì muốn ôm vô. Cái điều đó là cái điều chết đó. Bởi vậy mình bỏ hết cuộc đời này, chỉ còn có một hướng đi mà thôi, đó là đạo. Mà đạo thì nó không có nhiều, nó không đời nhiều lắm. Tại sao đời thì ham muốn cái này, ham muốn kia? Đạo thì nó không có ham muốn gì hết, cho nên có cái tâm bất động không? Có ba mới con thấy đâu nó có đâu có hai cái tâm bất động đâu, có một cái. Còn cái tâm ham muốn này nó nhiều lắm. Lá ham muốn cái gì này, cái gì xấu, muốn cái gì khác. Màu này nó không hợp, phải đi kiếm màu cho hợp hợp với giáo sư với thầy. Mai là đi tu rồi đó, nó còn dễ, dễ gì đó. Nó đi tu chứ nó cũng còn ngó lên chứ nó phải ngó xuống. Còn cái y này rách quá mà. Thôi để bữa nào coi cô Liên Phước ai lên xin y mới. Cái đó mấy con đừng có nghĩ cái điều đó. Tất cả những cái đó đều là các pháp vô thường. Còn thì mình dấn kính thân với thầy rất nát quá. Thầy tiếc những cái bộ y áo của thầy khi ở Hồng Sơn về, thầy nói rất nát.
9 năm trời mà có hai bộ đồ, đâu có còn cái thứ gì. Vậy mà thầy không bỏ mà thầy về ở trong thớt mẹ thầy lấy từng cái tấm vải vàng giá lên. Cho nên cái áo của thầy mặc mùa đông này cũng như áo lạnh. Cho nên tiết kiệm như vậy, mình tu hành có làm gì, nhưng chỗ thầy ở sạch sẽ vệ sinh, không có lon hoa hoặc là đồ uống này kia. Thầy vào cái thứ thất của thầy đi rồi thì trời ơi, có đấm khác ăn uống lon này kia nọ hộp này kia cũng quan trọng, làm sao kiếp ăn thứ còn vệ sinh thì cũng vô rồi. Người ta gom lại thì người ta đốt lên cái bọc nghĩ lên để cái kia. Cái người tu sĩ của chúng ta đầu tiên là phải tập vệ sinh, vệ sinh đời sống, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tâm hồn. Hầu như tâm hồn của mấy con, tâm của mấy con khi có vệ sinh thủy hoa còn dơ bẩn cũng rác rồi đấy. Cho nên muốn mà vệ sinh được cái tâm của chúng ta thì chúng ta phải vệ sinh nơi ở cho chúng ta, phải vệ sinh thân thể của chúng ta, vệ sinh y áo của chúng ta. Đó là cái vật, cái sắc tướng. Còn cái tâm của chúng ta nó vô hình, vậy chứ phải vệ sinh dữ lắm. Hằng ngày thầy cho mấy con cái xô nước, lúc nào cũng có nước này rửa để cho tâm hồn được sạch sẽ. Thế mấy con lười biếng cách gì không chịu rửa để nó ô nhiễm. Thế mấy con mà giết nhiều thầy sợ đi sao mấy con đập mà. Sau đó mấy con giết chừng 5-3 chữ sau được rồi, trúng thì 3-4 chữ nó cũng trúng, nó sai bây giờ giết bao nhiêu cũng sai. Ví dụ như là pháp tứ niệm xứ thì để tứ niệm xứ thôi đủ rồi, giết chi nó cũng giết này. Còn nhân quả thì nhân quả thôi, còn học thiện rồi tính vô lượng tâm rồi từ bi hỷ xả gì trời đất có đặt tận thế, có nhiều giác hết vô giết. Xong hết chưa mấy con? Xong hết rồi mấy con, hết rồi không? Vậy ở trong này người nào mà tu cao nhất đâu mấy con đưa tay thì xem. Không hỏi thiệt mấy con. Còn người nào mà tu thấp nhất có đưa tay lên thì xem. Rồi, đầm quá hả? Vì vậy có lẽ là đi ngược rồi. Nói về thật sự thật ra mấy con lưu ý kỹ mấy con. Bởi vì cho nên khi mà tu tập, mặc dù là thầy nói thì rất đơn giản, nhưng không phải cái pháp thì nghe thì dễ hiểu chứ không khó. Nhưng mà tu tập phải đi từ thấp đến cao thì nó mới vô được. Ví dụ như thầy nói âm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái tâm mà mấy con giữ được cái chỗ bất động đó, dù cái thân đau nhức, dù cái thân này có cách gì mấy con đừng sợ, cái tâm có chuyển đổi cái gì mấy con đừng lo, mà cứ giữ trong bất động thì mấy con sẽ không tái sinh. Và tất cả nhân quả đến trên thân của mấy con nó sẽ chuyển sạch, nhưng mấy con dao động chút xíu thôi thì tất cả nhân quả nó dập lên hết. Cho nên cái chân lý của đạo Phật là chân lý giải thoát thực sự. Thầy nói bây giờ trong cái đầu của thầy bây giờ nhức đầu, tâm bất động thanh tạng nhức đầu kệ chẳng lo, thì mình chẳng sợ chẳng lo gì hết. Mà đau thì nó đau mặt nó, nhưng mà nó đau đến tận cùng của sự đau thì nó hết, cho nó đau thì mình cứ ở bất động thôi, cứ thấy bất động thì cái đau nó sẽ giảm xuống. Rồi đó là cách chiến thắng của mình, giống ý chí dũng cảm, ý chí gan dạ của mình thì mình sẽ thắng được bệnh tật ở trong thân của mình thắng được mọi điều kiện. Còn tâm mình làm chủ nó, thì cái tâm mà nó khởi niệm, mình cho nó hoàn toàn khởi niệm, đừng có ức chế nó, để cho những cái niệm mà nó khởi ra sai mình không được. Vì niệm mấy con bây giờ nó khởi niệm là niệm dục chứ không có niệm gì nữa. Cái niệm nào bây giờ mấy con đi, mấy con chưa ly dục, chưa ly ác pháp nữa. Cho nên cái niệm nào nó
Cho nên nói thì dễ, nhưng mà tác ý coi chừng bị ức chế tâm. Cho nên mấy con phải đi từ theo cái bài học này. Còn ở trong gia đình thì mình phải tu xả tâm pháp gì, chứ không phải vô đó mà tác ý tâm bất động được. Ở trong gia đình mà ở đó tác ý tâm bất động riết đó, nó thành điên mấy con luôn đó. Bị ức chế ý thức. Mà khi ức chế ý thức nó chịu đựng, nó kêu là nó chịu đựng những cái chuyện ở trong gia đình nó làm bực dọc, hết sức bực dọc mà cứ thầm bất động thành ra. Mình cứ ức chế mà chịu đựng, đến một lúc nào nó chịu đựng nó nổi, nó phát điên mà. Đó là cái mình tu sao. Cho nên trong gia đình thì chúng ta tu tập những cái pháp nó đơn giản, nó dễ dàng, nó không có ức chế tâm, bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng sự. Thì muốn bằng tri kiến hiểu biết của chúng ta thì mình phải tham dự vào những cái lớp học chánh kiến, chánh tư duy, thì mình mới biết, mình biết để cho mình dùng cái hiểu biết đó. Cái gì thầy mở cái lớp chánh kiến, chánh tư duy có thời gian rồi đó, làm cho mấy con mất lớp học cũng quá. Mà tới đây thầy trắc nghiệm xong nè, thì thầy chọn một cái số, nếu mấy con đậu thầy chọn một số nè. Để làm gì mấy con biết? Để thầy hướng dẫn cho mấy con trở thành một cái ban giảng huấn mới mở lớp mới được. Mình thầy mà già mà sáng dạy lớp này, chiều dạy lớp khác thôi chắc tiêu nghe không? Làm thầy giáo mà dạy kiểu đó chắc chết mà không có ông thầy nào dạy, có mình thầy à. Rồi ngày mai cũng dạy, ngày mốt cũng dạy, thêm ngày chủ nhật sinh hoạt luôn á. Tiêu thành ra cái sức khỏe nó không cho phép. Cho nên thầy cố gắng thầy tránh gặp mấy con, nhưng thầy biết rằng gặp thầy thì có một sự sắp tánh rất lớn cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà quán thầy thì mấy con tự kiến giải ra tu. Chừng mà thầy coi lại, trời ơi, người nào cũng gục tới gục lui hết. Cho nên rất khổ. Vì vậy mà làm sao chọn những người nào mà có biết được từng cái pháp thấp đến pháp cao để đứng lớp giảng. Chứ mấy con mà lộn xộn như thế này đứng lớp giảng ai được. Không biết cái pháp nào mà dạo dạ đại đó, thôi chắc chết người ta luôn. Cho nên ví dụ như cái bài thi như vậy đó, coi vậy chứ nó có thứ tự ở trong đó lắm. Toàn là pháp sát, nhưng mà từ cái lớp ở trong gia đình cho đến lớp mình tu ở trong tu này, mà phải thông suốt chứ không thông suốt thì không được. Cho nên khi mà đậu thì dù được 3 người, 5 người, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, thì sẽ rút mấy con vào để tiếp tục. Vì mấy con đã làm bài đúng, tức là hiểu được pháp, thì bắt đầu thầy kiểm tra coi các con tu cái pháp thứ nhất các con xả tâm đến mức độ nào, coi cái tri kiến của mấy con. Thầy sẽ đến thầy trắc nghiệm những cái tri kiến của mấy con xả tâm bỏ pháp thứ nhất như thế nào. Sau khi trắc nghiệm những cái pháp xả tâm của mấy con lớp 1 thì xong, thầy đưa vào học lớp 2 liền. Học lớp 2 liền thì thầy sẽ đưa mấy con vào cái lớp học, thầy trực tiếp thì hướng dẫn mấy con tu tập để đào tạo cho mấy con thành những người mà đứng lớp giảng. Bởi vì sau này mình sẽ có trường lớp giảng, cái đâu phải mình để lũ bà nuôi. Cho nên ví dụ như mấy con cư sĩ, mấy con vô được sắp xếp vô cái lớp cư sĩ, rồi từ đó người ta chọn coi cái trình độ mấy con ở trong gia đình mấy con tu như thế nào, người ta đưa ra làm hai lớp, rồi từ hai lớp mấy con cao hơn nữa người ta đưa ra ba lớp. Mà nếu mà trình độ mấy con lộn xộn thì người ta đưa nhập động, người ta hướng dẫn cho mấy con trở vào cái lớp nào có căn bản, chứ không để tu lộn xộn như ở trong gia đình của mấy con tu. Bởi vì mấy con tu không có thầy, rồi mấy con muốn tu như thế nào đó mấy con tu. Thành ra thấy nó an ổn, thấy nó không vọng tưởng, thấy nó được được chút, thấy nó đuổi bệnh được chút, mừng, trời, cái kết quả. Nhưng sự thật coi chừng mấy con bị tưởng thôi, chưa hẳn là cái nội lực của mấy con có. Bởi vì có ai hướng dẫn cho mấy con đúng đâu. Cho nên ở đây phải được sự chăm nom của một vị thầy đã đi xong, người ta biết được từng cái sự tu tập của mấy con, từng cái trạng thái tưởng của mấy con. Hiện bây giờ trong thân của mấy con đã có tưởng hoạt động, khi mấy con ngồi yên một chút xíu thôi, không có niềm, tức là không có ý thức hoạt động, thì tưởng mấy con sẽ hoạt động đó. Nhìn cái mặt của mấy con thì thấy tưởng hiện nó nhiều quá. Vô phòng này thì thấy tưởng, từ trường tưởng nó phóng ra nó đầy hết, như là khói đúng ung. Nhưng mà mấy con đâu có thấy, nhưng mà đâu có thấy, mấy con thấy trong không có một cái khói nào, nhưng cái từ trường mấy con, sự thật ra mấy con phóng những cái từ trường tưởng của mấy con. Bởi vì hễ cái tưởng mấy con hoạt động là nó sẽ không làm sao,
Cho nên mấy con thấy các nhà hoài cảm, họ do cái tưởng của họ mà họ giao cảm được những hài cốt của liệt sĩ. Những chuyện như là linh hồn nhập xác đó, thì mấy con thấy rõ ràng là cái tưởng chứ có linh hồn ai mà nhập đâu. Tại sao một cái nhà hoài cảm đó mà họ thấy được hài cốt dưới lòng đất, đào lên thấy có hài cốt đó, mà mình bình thường sao mình làm được, mà người ta làm được? Đó là cái tưởng của họ. Còn bây giờ mấy con nó tập gần gũi, sau này đi làm nhà ngoại cảm gì lấy hài cốt ấy, khi nó hoạt động được vậy rồi thì chắc chắn nhà nước mời mấy con. Không, thầy nói thật, mấy con làm cái nghề đi lấy hài cốt của bộ phận nó có sung sướng gì đâu. Mình ráng mình tu để được giải thoát, mấy con làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết nó thân của chúng ta, làm chúng ta sống như một con người bình thường, nhưng không ai làm đồng tham, tức là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ sanh, sanh là đời sống. Chúng ta không còn ham muốn cái này, cái nọ, cái kia. Đó là chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, làm chủ sống. Già, mấy con thấy thầy lớn tuổi rồi, nhưng cơ thể người già mấy con thấy, mấy con cứ hỏi thăm những người già, lát những đau khớp xương này, lát nhất chỗ kia, nhất là thời lạnh. Nhưng đối với thầy, thầy la nó tiếng, sao nó vừa mất hết, không có dám nhất xương như cốt này. Cho nên thầy vẫn khỏe như thường. Nhưng cái sức của thầy trước kia, thầy có thể xách một cái gói đồ khoảng 40 kg nữa, nhưng bây giờ thầy xách chừng khoảng 10 kg thế này, 40 kg đi hết nổi. Nhưng mà để đi không không vậy, nó đi hoài ấy, đi tới đâu cũng đi được hết, nó bền bỉ mà nó không có phí sức của mình. Cũng như bây giờ thầy đi núi, như mấy con trèo lên dốc, thầy đi như thế, cái cơ thể của thầy nó dễ dàng. Bởi vì tại sao thầy không mệt? Là tại vì thầy biết cách điều khiển của càng lên cao ấy, thì cái mình bị cái áo của không khí nó loạn, nó không có bình thường như mình ở dưới. Cho nên cái hơi thở mình lên cao thì nó mệt, mà càng mệt lại càng thở lại càng mệt nhiều. Cho nên mình điều hòa cái hơi thở của mình hòa với không khí lọ thì chúng ta thấy khỏe. Nhưng mấy con đâu có biết điều hòa, bởi vì mấy con tập không có căn bản. Mấy con thấy đầu tiên mấy con vô để niệm hơi thở thì Đức Phật dạy hết vô tôi biết, hết vô thở ra tôi biết, hơi thở đó là hơi thở bình thường. Rồi hơi thở dài, tập cho nó dài. Tập nó dài để làm gì? Tuổi có hôn trầm thường niên, thở dài nó hơi thở dài, nó hết buồn ngủ có gì phải đi kinh hành cái tiếp tục, để ngồi gục tới gục lui làm gì cho mất công. Các con thấy không? Còn hơi thở ngắn, các con thấy Đức Phật dạy cho chúng ta có cả ba hơi thở để làm gì? Để giúp cho cái cơ thể chúng ta nó sống, nó gì có cái hơi thở. Mà cái hơi thở nó không thở thì cơ thể chúng ta nó sẽ chết. Cho nên chúng ta làm chủ được hơi thở là làm chủ được sự sống. Hai con thấy chưa? Nhưng bây giờ mấy con mà tập lại hơi thở rồi mấy pháp kia ai tập cho? Cho nên thầy sẽ dạy cho mấy con trước khi mà tập luyện hơi thở, không phải vào tập luyện đó. Thì mấy con thấy cái bài mấy con vô đầu tiên, cái bài ở trong gia đình đâu có nghĩa là bài đó để dạy cho con tập hơi thở đâu. Người nào mà viết cái câu một này đó mà nói gì hít vô tôi biết, hít vô tỏ xa biết tôi xa thì tập 1000 lần con biết đó làm cái sai đúng không? Phải biết pháp Phật nó có từ thấp đến cao. Mình còn ở trong gia đình mà ngồi hít thở, hít thở, trời đất ơi cái ống này ông làm gì kỳ. Có phải không mấy con? Gia đình chuyện này chuyện nọ chuyện kia phải lo làm chứ, ngồi đó hít thở rồi ai nó cơm cho ông ăn, điên khùng. Thật sự ra phải làm cho đúng. Trong gia đình thì mình phải sống như thế nào để cho đúng pháp của Phật. Từ đó nó sẽ nhiếp phục được gia đình của mình. Nếu là người chồng thì nhiếp phục được vợ con, rồi vợ con chấp nhận cho vợ chồng tôi. Chứ không phải muốn đi tu thôi thôi sao bỏ tôi đi, tôi bây giờ làm gì làm. Rồi tới ai sinh con ra đây, bây giờ bỏ rồi ai nuôi nè, để cho người ta gánh vác như vậy sao. Cái người vô đạo đức. Cho nên muốn đi tu phải làm sao cho xong cái bổn phận của mình trong gia đình. Chừng nào những người thân trong gia đình của mình đồng ý chấp nhận cho mình đi làm, chứ mình không phải nên đi đạo. Muốn đi là ham tu quá, cha mẹ cản không được. Bởi vì thường thường cha mẹ nghĩ rằng vô chùa chỉ gõ mõ tụng kinh có lợi ích gì đâu, mà nó ham đi tu, nó sợ vô trong đó nó bị quét lá đạt vậy thôi, có làm gì. Nhưng mà không ngờ
không ngờ là cái chùa của mình, cái tu viện của mình là cái nơi để tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Ai nghe nói bệnh cũng sợ, mà người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con phải đi từ bước. Hôm nay mấy con thầy mới trắc nghiệm, chắc chắn là mấy con chưa có nắm vững cái bước thứ nhất. Nếu mà vững bước thứ nhất thì mấy con đã làm bài trúng câu 1, rồi tới câu 2 các con đều là bỏ hết gia đình vô đây xin được cái pháp. Bước vô trong tu viện rồi thì người ta cho mình ở chứ người ta chưa dạy gì hết, thì mình phải tu tập cái pháp. Rồi sau khi người ta cho mình cái tháp để nhập tháp thì mình phải tu tập cái pháp. Nó đi từng bước nữa. Còn bây giờ mấy con có người nhập tháp, trời ơi, thầy đi kiểm tra thầy rầu rầu cho đám đệ tử của mình. Nó tu theo kiểu này nó thành ông Phật luôn. Cho nên phải làm sao cho đúng. Thà không ngồi mà ngồi thì phải lưng thẳng đừng khổ. Mấy con tu mà ngồi mà ở hoài không có mùng mà mũi rồi này kia rồi thì như vậy mấy con thấy cái từ trường thiền của mấy con không có. Thì mình hãy thương yêu bố thí nó chút ít đi, mũi mà căng hết máu không còn sao, còn một chút. Hồi nay bố thí, ngày mai bố thí, bố thí, bố thí. Chừng tuần lễ sau mấy con có ốm đi nữa cũng chừng cỡ ít máu thôi chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà từng đó nó không tới ăn nữa. Nó nói cái người đã tốt quá, tôi đừng xin. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình thiện, mình luôn luôn thương xót chúng sanh. Nhưng mà không ngờ khi nó rút hết máu mình thành Phật. Thành Phật không có sướng rồi. Để mà cái tâm này phải khổ. Các con thấy không? Mà mình lại có cái tâm từ biết thương xót chúng sanh. Thầy thấy mấy con vô mồm văn mồm ngộn, sợ mũi cắn, trời đất ơi, im là như mấy nhà giàu. Đúng là nhà giàu, sợ chết, sợ mũi cắn. Đừng có sợ, thầy ngồi ngồi. Không bao giờ mà cái phần của thầy mà mũi mà thầy sợ. Nhưng mà nó đâu có lợi cắn thầy nữa. Thầy đã có đau bằng nhức đầu chứ con. Con mũi. Ai biết cũng dỗ chỉ động thân. Con cứ mờ nó. Ở đây là có đồ ăn. Đây mất ăn. Ở đây là nhà đại bố thí. Con cứ nói với nó đi. Ở đây là nhà đại bố thí. Hôm nay là cô sẽ bố thí cho các cháu các con ngủ nhau ở chùa đây. Đứa đông một ít máu đi, tôi đi về. Đừng có sợ chết. Các con cứ làm đi. Các con mới vô đầu mấy con tu, thật sự ra mấy con ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, tức cũng cần cái gì? Không, sinh thiện tăng trưởng thiện mà không sinh thiện tăng trưởng thiện. Tứ vô lượng tâm thì từ vi hỷ xả. Mà có một con mũi lại cắn mình dễ dễ cái gì đập. Đập thôi. Kêu nó vô. Một con mũi chưa đủ. Mấy chó mấy con trao kỳ sử vô đây đi. Ở đây đó cô sẵn sàng bố thí cho mấy cháu một bữa ăn ngon. Không động gì hết, ngồi bất động. Vậy mới gọi là bất động tâm chứ. Con cứ làm đi rồi con thấy có chết đâu. Không có chết đâu. Mà thành thật số. Bởi vì mình thực hiện được một cái tâm nào đó. Điều là nói đến cái sự gan dạ, cái sự bất động, cái là thương yêu thật sự của mình thì mình sẽ được vậy. Đừng run sợ trước cái gì. Cái thân này vô thường, mấy món nó cần phải chết. Chết mà có nghĩa lý gì, đem chôn với nó thành đất thành cát có ra gì. Còn mình đem cái thân này làm cái vật bố thí cho mũi, phải lợi ích cho chúng sanh không? Con ai không mới còn không? Mà nó đem tim đến nó chích nó hút chứ phải mình cắt mình lấy máu mình dắt cho nó uống đâu, tự nó đem dòi đến. Đừng có gãi gì hết, đau nhất còn không sợ, muốn hồ ngứa mà sợ. Thầy nói thật sự cái chỗ nào ngứa mấy con gãi là cái chỗ đó ngứa nhiều, cứ càng gãi là càng ngứa. Còn mấy con không gãi không ngứa. Còn cái chỗ nào mà mấy con đi quầy cỏ hoặc là bị kiến bị này kia cắn ngứa, mấy con đừng có gãi, tiếng lửa nó cắn ngứa lắm. Nhưng mấy con đốt lửa con hơi chút xíu hết nữa. Lửa nó rút chất độc. Không mấy con cứ tin, đừng có gãi, đừng có lấy tay quào quào như khỉ không có được. Nó càng ngứa. Còn con là người tu tâm bất động thì ngứa mặt nó kệ, sợ. Đừng có rớ tới, đừng có đụng tới cái chỗ ngứa thì nó sẽ. Mấy con cứ làm thử nghe lời thầy con có biết. Đau kia mà đừng có sợ đau thì nó cũng hết đau. Ngứa nó đừng sợ ngứa thì nó cũng hết ngứa.
Còn cái mình gãi gãi vậy đó là mình sợ ngứa, cho nên gãi nó hết luôn. Chứ sự thật là nó ngứa hoài. Đây là một pháp thật của Phật. Chỉ cần gan dạ một chút xíu, chỉ cần có một ý chí, một hiểu biết thì mình chiến thắng lại mình được. Bởi vì mình gãi cho đảm ngứa, tức là chạy cho dục. Dục ở đó đó, chứ không có chỗ nào đâu. À, bữa nay ăn sao mà cô Trang cũng làm món ăn mình ngon chứ. Đó là dục đó. Tất cả những cái gì đều không qua được cái đôi mắt của người tu sĩ, không qua trí tuệ của người tu sĩ, thì đó là chúng ta đã giải. Chứ không phải ngồi trong thất mà liên duyên với con cóc thì thành cóc chứ không có thành thật. Thì nó thật sự mấy con thấy người ta ngồi thiền, người ta nhập định này kia. Đạo Phật không dạy chúng ta được đó. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp rồi thì tâm chúng ta sẽ bất động. Mà tâm chúng ta sẽ bất động thì nó có tứ thần túc, nó sẽ có định như ý túc. Định như ý mình muốn, bây giờ mình muốn nhập định nào là thân tâm mình nhập. Còn bây giờ mình tập ngồi thiền nhập định làm gì cho nó cực thân. Ngồi lâu thì nó mỏi lưng, nó tê chân, rồi nó đau chân của mình, có lợi ích gì đâu. Ngồi thì tới đi lui chơi cho nó khỏe. Tâm thì không ức chế vọng tưởng, để cho từng tâm niệm khởi ra, coi cái niệm nào đúng, cái niệm nào sai, mà hàng phục nó, mà không làm theo nó. Tức là hàng phục là không làm theo nó. Khi mấy con thành tựu, cho nên tu sao mà khỏe quá. Còn thầy thấy mấy con tu sao cực khổ quá. Không, mấy con tu cực khổ thiệt. Tu sao coi không khỏe chút nào nữa. Ngồi có bộ ráng ức chế ý thức, không vọng tưởng, coi cực quá. Còn thầy tu sao dễ quá vậy. Ngồi để chơi nhìn cái này kia, nhưng mà tâm muốn gì cũng được hết. Có phải không? Còn mấy con ức chế vậy, lát ức chế cũng được, sang vọng tưởng nó chạy đi quét hoặc làm cái này kia. Đó là cái nó phức tạp rồi. Cái sức của mấy con không thể ức chế được cái vọng tưởng, cái tâm của mình. Mà mình ức chế được là mình sẽ lọt vọng tưởng mất. Rồi nếu mà kéo dài cái trạng thái mà ức chế đó dài ra thì cái trạng thái tưởng hoạt động nhiều hơn thì mấy con bị tẩu hòa nhập ma, tức là bị điên khùng. Có một số người điên là cái đâu phải không? Cho nên mấy con lưu ý, chúng ta đi tu để giải thoát chứ đâu phải chúng ta đi tu để trở thành người điên. Mà chính chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lo việc ý thức của chúng ta, cho nên chúng ta cái ý thức nó không hoạt động, không khởi niệm nữa thì coi chừng rất nguy hiểm. Cho nên hầu hết một số người mà dạy chúng ta tu thiền định đều là ức chế ý thức. Cho nên có một số người tu thì thấy hay, sự thật là không hay gì. Cho nên cái mà chúng ta tu nó đơn giản, nó dễ dàng. Mình đã có cái câu Đức Phật đã dạy tâm bất động, thì cái niệm đó, cái ác pháp đó đến mình thấy tâm mình có động không, mình có chạy theo không. Cái niệm đó nó khởi mình muốn cái này hay làm cái kia cái nọ, mình có làm theo không. Mà mình không làm theo thì nó bất động chứ sao. Còn mình làm theo thì nó bị dục sai khiến. Cho nên mình không làm theo tức là bị dục, mình không làm theo tức là bị ác. Người ta nói xấu mình điều gì, người ta nói thầy gì đó tu gì ngồi đó như con rùa, cái sân tâm bùa. Cái điều đó mình xét lại coi mình có phải mình ngồi tu mình giống rùa không. Nhưng mà có người giống rùa thiệt, mấy con tại đi để thấy mà. Các con thấy sao? Buồn ngủ quá ngồi. Thôi nó coi, ngồi làm sao mà cái đầu này nó cung sát ở dưới hai cái bàn chân này. Thành nó co lại về, nó giống con rùa thiệt. Mà con rùa vàng chứ đâu phải con rùa đen đâu. Tại vì mấy con mặc cái vàng này, trời đất ơi, con rùa vàng. Cho nên vì vậy mấy con cảnh giác, mấy con đừng có làm cái kiểu đó, không phải định không. Sự thật ra mấy con ngồi thẳng lưng như thế này thì nghe nó khó chịu. Nhưng mấy con cố gắng một thời gian sau nó quen rồi thì mấy con ngồi thấy nó thoải mái. Còn mấy con ngồi thụng thì thấy nó an lắm. À, mấy con đó là cách thức lười biếng đó mấy con. Người mà ngồi thụng lưng là người lười biếng, nuôi cái lười biếng của mấy con. Còn mà thấy nó hơi mà thấy nó lặng lặng, nó buồn ngủ thì đứng dậy đi. Còn thấy nó mà nó ngủ mà mình ráng mình ngồi tới là lười biếng. Bởi vì mình biết mình rất rõ, mình là con người có trí tuệ, con người có đầu óc mà. Cho nên mỗi cái gì nó xảy ra đều mấy con điểm mặt, đây là lười biếng rồi đấy. Mày muốn ngồi để rụt phải không? À, cho mình làm cho đi. Ở đây có cái đường tùy tớ ngoài cổng, đi vô, đi ra, đi vô, mát nữa, khỏe quá. Ở hai bên thấp ngủ ngái khò khò, mình đi qua. Ở trong bây giờ nó thổi, ống bể, nó rèn,
mình ở ngoài này đi nghe ở trong đó nó làm gì biết liền đó. Mấy cái người mà che màn rồi đó, mấy người đó là mấy người ngủ ấy, không có tu đâu. Còn mấy người mà để trống này kia rồi bật đèn nào, cho nên từ cái chỗ tu á mà để biến mình trở thành một người dấu trống xảo trá, cho nên đừng có che, đừng có cái gì hết. Mình là người tu chứ không phải là tiểu thư, tiểu thư đài cát công chúa đồ, sao mà màn che đồ trướng khủng được. Vô mấy cái thoát thì thấy sao mà giải ở đâu mấy cô văn nhiều quá vậy. Đây là tiểu thư đó. Cho nên mấy con tránh cái điều này, cái thất cho như thế nào mấy con ở như thế nào, làm sao mấy con tập sống như đời sống Đức Phật ba y một bát. Đi đâu chỉ có một cái túi như thế này thôi, một cái bát để ăn cơm và mấy bộ đồ để mặc thay đổi, không có đem cái gì theo hết, không có đồ đạc nhiều. Thở hơi tôi thời gian sau đi ra ba ba bố yêu cái xe ôm nó chở muốn chết. Cái bệnh của mấy con là cái bệnh từ cái bọc nhĩ lông gì cũng không dám bỏ nữa, tiếc gì dữ vậy có em. À bây giờ người ta cho mình cái hộp bánh hộp kẹo gì thấy đẹp ấy, thôi ăn sạch rồi bắt đầu để đó quăng đi, ở đó mà để mai mốt cái nhà này thành nhà kho. Sự thật là mấy con đừng có để một cái vật gì nữa. Ít bữa đây nó làm một cái ly nước gì đó bằng cái ly thủy tinh này làm thép, cái uống nước hết rồi bắt đầu dám bỏ cái ly không. Mấy con cái điều đó là cái điều tâm của mấy con thôi. Ở đây làm sao sống như Phật, mấy con bỏ hết, mấy con không có một vật gì hết. Chính cái mình bỏ hết tức là mình mới thành đạt, chớ còn một vật mà mình thấy tiếc nó là nó lôi mình đi vào cảnh thế gian đó. Cho nên thầy thật sự ra trong thất của thầy thầy có gì hết, đi có cái túi đựng bay một bài kinh sách này bây giờ đó, ai cho thì thầy đọc hoặc là thầy viết ra để in để đó, đi rồi không mang cũng đọc theo hết. Thầy đâu có làm tô tớ mà mang, có phải không mấy con? Để đó ai người ta chưa đọc người ta đọc, chứ mình đi mình mang làm gì cho nản. Các con thấy không? Kinh sách thì thấy đẹp lắm, mấy con nhiều thú thấy đẹp lắm, đi tiếp bị rất đẹp lắm hết, đi mang theo mấy cuốn kinh những lời Phật, những lời gốc Phật dạy trời căn bản ghê lắm rồi. Đi thêm theo làm kinh nhật tụng đi, mình đọc một lần hiểu biết pháp tu không cần mang theo cái gì hết. Bởi vì thầy nói đừng kinh sách gì hết, kinh sách ở trong ruột mình à. Hiểu pháp tu rồi lo tu, còn tất cả kinh sách đọc rồi, cho mình đọc rồi, hiểu được rồi, đem trả lại cho người hết, không nhận cuốn nào nữa hết, ở đó để cho những người khác người ta đọc, người ta chưa. Chứ mình làm cái tủ kinh sách để làm gì? Mấy con nghe nghe lời thầy mấy con sẽ thấy giải nó. Cũng như bây giờ các con đậu thầy bảo mấy con lên đường, thời đất hơi thầy thấy mấy con lên đường cái kêu này kéo một xe thầy đuổi về. Thầy làm sao thầy cho mấy con đi theo thầy nổi? Thầy con túi về mà mấy con mang hai ba bộ bố về cho thầy đi theo thầy. Mặc dù mấy con làm bài đúng nhưng mà điều kiện mà nội cái mà xả tâm của mấy con kiểu này thôi, thì nó thôi con ở lại đi, chờ thầy ba cái đồ này cho nó được thì theo thầy, chứ bây giờ chưa có hết thôi đừng theo. Những cái ly cái hộp cái này kia rồi mà xài cho nó hết chắc cuộc đời mấy con biết bao giờ. Các con hiểu chưa? Cho nên nhớ lời thầy dạy, tuy rằng đơn giản vậy mấy con phải nhớ sẵn cái tiền tại tôi bỏ hết mấy con. Khi mà bài thi này mà thầy trắc nghiệm người nào đậu được mà mấy con đến mấy con mang một cái túi bát như thế này đủ và thầy biết được đi theo thầy. Đi Tây Phương phải đi vậy chứ. Đi Tây Phương mà kiểu mà đi mà đồ đạc nhiều đi sao tốt. Bởi vì con đường thì nó dễ mà nhiều đồ quá đi cũng dễ, cho nên nhớ kỹ vấn đề đó. Mấy con phải chuẩn bị trong tinh thần của mấy con sẵn sàng là một đời sống ba y một bát. Đức Phật ngày xưa là một thái tử, là sắp sửa làm vua thay thế cho cha, thế mà bỏ sạch khi sinh ăn còn một cái túi bát để sinh, không mang theo cái gì hết. Thậm chí như cái bộ y áo mà của thái tử đó, nạm ngọc nạm vàng gì ở trên đó đem ra đổi cho một cái người mà nông dân ở đó để lấy cái bộ đồ thách mặc, thì tôi không biết ông Phật là gì bỏ hết rồi. Đổi cái bộ đồ thách mặc chứ không có cần cái bộ đồ
Cho nên mấy con chuẩn bị đừng có nhiều đồ. Một cái y thường cũng như mấy con đủ rồi. Hai cái bộ đồ ngắn này không có cần nhiều nữa, đủ. Cái này giặt thì cái kia mình thay. Còn cái y thường á, thì khi mình ngồi thiền, khi mình đi kinh hành thì mình dắt ở trên vai mình đi được. Còn mình đi ra trong cái buổi học tập này kia thì dẫn cái y ra thì được rồi. Nó hoài nghi, nó đúng cái hạnh của mình tu, nó đủ cái bộ phận. Còn những cái vật dụng như bàn chải, đánh răng, kem đánh răng thì một, đừng có làm một nắm bàn chải gì không có được. Một cái bàn chải thôi, chừng nào mòn cái đó xài không được nữa thì xin. Mình là chấp nhận cái đời sống đi xin. À, bữa nay Phật tử cúng cho người hộp kem đánh răng, ngày mai có ông đoàn Phật tử đến cúng hộp kem, cứ dồn chết trời ơi, thành cái nhà kho của mấy con mắt. Ôi tôi giờ có hộp kem rồi, thôi tôi xin tôi xả ra, trả lại cho nhà kho, trả lại cho nhà chùa, muốn cho ai đó cho tôi giờ có hộp kem đủ rồi, tôi không có xin nữa. Đó là cái lập hạnh, cái hạnh giả nó quan trọng luôn. Cho nên gặp thầy thì nhắc nhở cho mấy con phải sống đúng cái hạnh. Rồi cái chỗ ở của mình như hồi nãy thầy mới vệ sinh, vệ sinh lắm mấy con, cố gắng đi gì vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà của mình sạch sẽ thì nhà kia sạch sẽ, thì cái môi trường sống chung nhau nó sẽ sạch sẽ. Còn cái nhà này nó bọc nỉ lông này, giấy này, đồ này kia nọ văng tùm lum ra, thành ra một khu nhà như thế này mà có cái nhà dơ là nó đã dơ hết. Người ta nhìn vào người ta đánh giá trị chung rất tội. Cho nên chúng ta phải làm điều đúng, cố gắng. Hầu hết là thầy đi coi tất cả các cái thất của quý sư quý thầy là ở bẩn một cách vô cùng, thầy bất mãn vô cùng. Thầy nói những người đệ tử của Phật như thế này thì làm sao mà đệ tử bây giờ bọc nhĩ lâm nè, hộp sữa nè, cái này kia trong cái bữa ăn người ta cung cấp cho mình đủ thứ về ăn cho mình. Đó là cái sai. Mình cho vào cái bọc nhĩ lâm, mình dồn lại đó, rồi nếu mà mình không dám đốt thì người ta sẽ cho mình cái chỗ cái thùng rác, mình đem là cái thùng rác của mình đổ. Trong cái thùng rác đó thì người ta kêu những cái người mà người ta nghèo khổ đó, người ta đi mua ve chai đó, người ta lợi, người ta cho những người đó người ta lừa những cái bọc, những cái gì mà người ta có thể người ta bán được, người ta sống được, cũng là một cái điều bố thí, một cái chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mà cũng nói lên được cái sự giúp đỡ của mình đối với những người này. Tội lắm mấy con, mấy người đó họ cởi một cái xe đạp cà tàng, họ vô trong xóm về, họ hỏi mình có cái này kia không, họ mua đồ giấy chai đó, mà hễ được mình cho họ mừng đó. Chứ vô chùa ai bán đồ giấy chai nữa. Vậy chứ mà có chùa bán hết lấy hết đó mấy con. Ở đây thầy nói cái gì được là mấy con được thì mấy con cứ lừa lấy, còn cái gì mà không được là thầy đốt bỏ. Khi là thầy đem đi nhà kho, thầy để một cái bọc thật lớn, tất cả những lon những này kia, hộp sữa những này kia của các sư các thầy được thì gom là nó còn như nó lựa được cái gì đó thì cứ lấy về đó. Thầy cho mấy con thấy mình giúp đỡ bằng cách này cũng nói lên được cái lòng bố thí. Mình không bố thí cho mũi thì mình bố thí cho người. Thử một đêm mấy con bố thí cho chết sáng là thầy bồi thường thân mạng mấy con. Mũi cắn chết thì thầy bồi thường cho. Nghĩa là sáng ra mà thầy thấy cái mặt con mà đỏ đúng đớn đớn cùng thầy biết là con bố thí dữ lắm. Nhà đại bố thí cấp cô độc. Không, mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ thấy mũi không bao giờ đến. Nó không bao giờ đến khi một cái tâm từ của chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu chúng ta đối với chúng nào, chúng bao giờ đến. Cái nhân quả nó kỳ. Tại sao con mũi nó đến cắn mình, mà tại sao con mũi đó nó lại được cắn. Mình có nhân quả với nó mà. Hồi đó mình hút máu nó chứ gì, bây giờ nó hút lại có gì đâu mình lại. Cho nên mình chuyển nhân quả, mình vui vẻ, mình chấp nhận, thì sau thời gian nó đến, cái nhân quả nó chuyển biến mà. Từ đó không còn con mũi nào ở trong phòng. Cho nên mình đâu cần mồm chứ, cái mắt cắn đi đâu cũng mang cho cái mụn cực. Mà nếu mà con cứ ngăn chặn nó, con đi đâu mũi nó bu. Nó bu rất đông mấy con. Mấy con cứ tin, hãy vừa vô rừng mũi nó lại, nó dè hơi đi mất. Tại sao? Tại vì cái từ trường thiện của thầy thương yêu
nó thấy nó không có nợ thầy cho nên nó không có lấy máu. Còn mấy con nó dè dè nó biết con thiếu nợ nó đòi, bữa nay đòi chưa hết, ngày mai làm thêm một nữa, nó đòi chừng nào mà nó hết cái nợ nó mới đi, hoặc là nó đòi chừng nào nó chết con trả hết nữa. Vui vẻ chấp nhận đi, nói gì chứ đơn giản gì chứ, nếu con đừng sợ nó chết. Mình làm cái công việc mình khởi được cái lòng thương yêu của mình. Thầy viết cái cuốn mà lòng yêu thương, mấy con có đọc chưa? À, sắp tới thầy sẽ cho tập 2, thầy cho mấy con khóc một tặng nữa mới được. Không, mấy con đọc những cái mẫu chuyện mà thầy đưa ra thì chắc chắn là nó sẽ gây sức mạnh. Và từ đây về sau thầy sẽ tìm những cái câu chuyện nó sẽ tạo cho sự xúc động để nó gửi lên cái lòng thương yêu của chúng ta. Thầy là người chỉ bình thôi, nói những cái lòng yêu thương, mà chính cái lòng yêu thương đó mà thực hiện như con, mà con thực hiện con sẽ được giải thoát. Con cứ cho mũi cắn rửa thôi. Nhớ mấy con cứ làm rồi mấy con sẽ được giải thoát. Đừng có từ nan cái khó, đừng có sợ hãi, mà mình phải làm đúng thì mình sẽ được giải thoát. Đó là những cái đơn giản, những cái mấy con làm được, nhưng mấy con còn chấp ngã quá, sợ cái ngã này chết thì cũng tu không kịp. Chứ không ngờ là mình không sợ nó thì mình bố thí lại là mình thành Phật mất. Cho nên có hai vị sư đến để gặp Phật. Một vị sư thì không uống nước có ruột, chết ở giữa đường. Còn một vị sư nói nếu mà mình đến để gặp Phật để thưa hỏi Phật pháp tu, mà nếu mình không uống mình chết thì mình sẽ gặp Phật. Cho nên ông này uống nước có ruột. Sau khi đến gặp Phật, Phật quở ông ta liền. Ông cứ nhìn sau lưng tôi coi, cái ông bạn của ông đã đến đây gặp tôi lâu rồi, đã thành Phật rồi, nhất định là không phạm giới sát sanh. Mà không phạm giới sát sanh là chính đạo, tức là thực hiện lòng yêu thương đó. Yêu thương sự sống của chúng ta. Chúng ta sống mà chúng ta lại uống nước có trùng là chúng ta có thực hiện được không? Các con thấy rõ ràng à. Mà cái ông này thành Phật, đứng sau lưng Phật rồi, còn ông này đi 3-4 tháng mới về tới. Thì mấy con thấy một cái câu chuyện đơn giản mà đã nói lên được cái tinh thần giải thoát của Đạo Phật qua cái đức hiếu thương. Rồi đây rồi mấy con sẽ có những cái bộ sách lòng yêu thương. Cái lòng yêu thương mấy con thấy con chim mẹ nó muốn cho các con chim con ở trong cái gốc tre đó. Tình yêu thương của người mẹ đối với các con, không có lòng yêu thương nào hơn được. Cho nên lấy cái hình ảnh đó mà làm hình ảnh yêu thương. Thì chúng ta xét tất cả chúng sanh như con muỗi, con mồng. Chúng ta là mẹ, còn nó là con của chúng ta, phải thương nó chứ sao. Dắt sữa cho nó uống chứ sao là tốt. Nó chết rồi. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con tuy rằng gặp thầy, thầy nói những cái điều đơn giản, nhưng mà sự thật đó là cái sự thật mấy con tu. Còn mấy con dâm mùn bích kiến ngắt vô nó ngồi ngủ không thắng gì hết, chung sướng quá, thành ra gục tới gục lui, nhiếp tâm không còn tưởng, thành ra tưởng ít bữa tưởng hoạt động thành điếm. Rốt cuộc là thành bà khổng trần mà thành người điếm mới khổ. Cho nên chú Kiến Trung không có nghe lời thầy, cứ ức chế cái ý thức thì bảo xả tâm cho hết vọng tưởng, rớt ở trong cái không tưởng, thích ở trong tâm tưởng, nó thấy ảnh là quá. Cho nên cuối cùng chú thành tưởng chú điên. Mà mai thầy kêu âm thanh bà thân vô, thầy phá sạch, thầy không có cho ngồi nữa. Thầy bảo về bắt cái chú này làm việc lại, chứ không khéo mà chú cứ ngồi đây chắc chắn chú lọt không tưởng. Mà mai mốt chú đi chú không có mặc quần áo đâu. Không, thật sự không còn biết đâu. Nó thấy nó đâu còn biết, nó còn biết xấu hổ, nó còn biết gì. Nó mất, chỉ vì nó tưởng hoạt động. Cho nên vì vậy mà thầy kêu cha mẹ vô, rồi bắt buộc chú phải sống lại đời sống bình thường. Bây giờ chú bình thường không sao. Biết phá, thế còn không biết phá là bị tưởng đó. Bị tưởng không? Bởi vì ý thức mình nó không hoạt động thì nó rớt trong không tưởng à. Chứ không thấy nào. Bởi vì nó không có vọng tưởng á, thì cái tưởng nó phải hoạt động. Mà đầu tiên cái tưởng của không, nó mới là không vọng tưởng được. Chứ mình không có lọt ở trong cái không tưởng thì nó bị vọng tưởng hoài. Cho nên người nào mà thấy tôi hết vọng tưởng, phải dừng. Mấy người sắp điên rồi đó.
Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi tu hết vọng tưởng là tôi mừng. Không phải đâu, cái đó là cái sai. Nhớ những lời thầy dạy, mấy con sẽ ngồi được. Có cái điều gì mấy con cứ hỏi, có biết gì hỏi không? Không có hỏi gì không?